Đông trùng hạ thảo 3-in-1 của công ty Golden Health được sản xuất tại Úc là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với nấm linh chi và nhân sâm, mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho hệ miễn dịch, cho sức khỏe tim mạch, cho hệ thần kinh, cũng như cải thiện chức năng sinh lý và gia tăng tuổi thọ. Một sản phẩm không thể thiếu cho các cụ ông, cụ bà, cũng như những người bị suy nhược cơ thể, có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc số điện thoại 0452 067 535 hoặc email đến vftv2022@gmail.com. Kim Hoàng. Vâng, ý kiến. Rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm báo thế giới của chúng tôi trong ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 25 tây tháng 5 năm 2024. Và kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì sinh hoạt chính trị tại Việt Nam rất là sôi nổi. Và hầu hết những cái chương trình Điểm báo thế giới của VietTV cũng đã loan tải những cái thông tin, đặc biệt là về vị trí của Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội cũng vừa mới có công bố những người mới điền thế cho hai vị cựu chủ tịch đã ra đi là ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ. Trong sinh hoạt kinh tế tại Việt Nam, thì sau khi ngân hàng SCB đã bị liên lụy đến vụ tập đoàn Vạn Thịnh Phát khiến cho ngân hàng này rơi vào tình trạng nợ xấu gia tăng, thì tình trạng nợ xấu này hiện nay không những chỉ xảy ra tại ngân hàng SCB mà cũng xảy ra tại 28 ngân hàng khác tại Việt Nam. Trong quý 1 vừa qua, tổng số nợ xấu của các ngân hàng đã lên đến 224.000 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ vào năm ngoái. Trong số này, ngân hàng quân đội được cho là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu ở mức cao nhất sau khi đã gia tăng 56% lên gần 5.490 tỷ đồng Việt Nam. Và đứng hàng thứ nhì đó là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển, được viết tắt là BIDV, với tổng số nợ xấu cũng đã gia tăng hơn 20%, tương đương 4.630 tỷ đồng. Tuy vậy, vẫn có những ngân hàng không những là không bị nợ xấu mà còn có cái sự cải thiện. Tuy nhiên, những sự cải thiện này có thể nói là chỉ cải thiện về mặt kỹ thuật mà thôi. Chẳng hạn như ngân hàng VP Bank thì đã giảm được 1% nợ xấu, trong khi ngân hàng SHB thì giảm được 0.1% nợ xấu. Theo cách nhìn của Nguyên Khang thì không biết là cái tình trạng nợ xấu của các ngân hàng lý do vì sao nó gia tăng như vậy. Thì theo các đánh giá của chuyên gia tài chính đó, nói chung cũng như của Minh Khang nói riêng đó, thì cái nợ xấu của nền kinh tế, trong tổng nền kinh tế Việt Nam thì nó gia tăng trong đầu năm 2024 là bởi vì thứ nhất là cái tình trạng doanh nghiệp hoạt động cũng gặp nhiều khó khăn, kinh tế vĩ mô cũng chưa có được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên thì con số này dự kiến là trong cuối năm 2024 thì sau khi ngân nhà nước thắt chặt các biện pháp quản lý tín dụng thì chắc chắn là con số này sẽ được cải thiện. Và về phía các ngân hàng thì ngân hàng nhà nước cũng có một cái quy định là bắt buộc họ phải trích lập các quỹ dự phòng. Thì nói riêng về nợ xấu thì trong lĩnh vực ngân hàng thì họ chia ra những nhóm nợ xấu như sau. Thứ nhất, đối với những nhóm nợ nào mà không có thu hồi được sau 3 tháng tính từ ngày đáo hạn thì họ sẽ phân như là họ sẽ phân vào nhóm 3. Nếu mà trên 3 tháng thì sẽ phân vào nhóm 4 và nhóm 5, tùy theo cái thời gian mà họ trả nợ nhanh hay là chậm. Thì nhóm 3 thì gọi là nhóm dưới tiêu chuẩn, nhóm 4 gọi là nhóm nghi ngờ và nhóm 5 người ta gọi là nhóm có khả năng mất vốn. Thì đối với ba nhóm này thì ngân hàng nhà nước cũng bắt buộc các ngân hàng phải trích lập cái quỹ dự phòng rủi ro để đề phòng là các cái khách hàng không có thanh toán. Thì các cái mức trích lập như sau, thì đối với nhóm 3 đó thì bắt buộc các ngân hàng phải trích lập là 20% trong tổng cái số dư nợ. Đối với nhóm 4 là phải trích lập 50% trong tổng số dư nợ. Và đối với nhóm 5 là phải bắt buộc phải trích lập 100% trong cái tổng vốn dư nợ. Có nghĩa là đối với các ngân hàng, nếu như họ có gặp khách hàng mà không trả nợ vào những nhóm này thì họ phải buộc lòng phải trích lập cái quỹ để mà dự phòng. Thì cái quỹ này lấy từ đâu? Cái quỹ này lấy từ ngay từ lợi nhuận của ngân hàng. Và chính từ lấy từ lợi nhuận ngân hàng thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến cái lợi nhuận và cũng như là ảnh hưởng đến cái gọi là cái hoạt động của ngân hàng. Tuy nhiên thì cái điều này nó cũng giúp cho ngân hàng đảm bảo được cái khả năng thanh toán cũng như là đảm bảo được cái khả năng gọi là khả năng cái sức mạnh về tài chính.
Thì cái điều này nó cũng giúp cho cái hệ thống ngân hàng hoạt động bền vững, và hy vọng là trong từ đây đến cuối năm thì cái tỷ lệ nợ xấu nó cũng sẽ giảm, và cái quản lý cũng như vĩ mô cũng như là cái chính sách tiền tệ của Việt Nam cũng đã được đảm bảo. Và trong đó thì kính thưa quý vị, tại Trung Quốc thì Ngân hàng Nhân dân, có nghĩa là Ngân hàng Nhân dân của chính phủ Trung Quốc cũng vừa đưa ra một cái quyết định được cho là một cái mốc lịch sử để mà giải cứu thị trường bất động sản tại Trung Quốc. Qua đó, Ngân hàng Nhân dân đồng ý cung cấp khoảng gần 42 tỷ Mỹ Kim cho 21 ngân hàng với một cái mức lãi suất tương đối thấp, chỉ là 1.75% mà thôi, nhằm mục đích để các ngân hàng có được một cái nguồn quỹ có thể thu mua lại những căn bất động sản đang bị ế trên thị trường. Yeah. Đây là một cái hành động giải cứu phải không? Yeah. Thì cũng nằm trong cái chính sách là hỗ trợ cái thị trường bất động sản, thì Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã vào cuộc và họ vừa công bố cái gói gọi là gói hỗ trợ lớn nhất trong lịch sử, là lên đến 42 tỷ đô. Thì cái hình thức hoạt động sẽ như thế nào? Hình thức hoạt động có nghĩa là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ lập ra danh sách 21 ngân hàng thương mại, và họ sẽ rót vốn cho các ngân hàng thương mại này để các ngân hàng thương mại này có thể cho khách hàng vay, thì với lãi suất rất là ưu đãi. Cụ thể đó là cái mức lãi suất nó chỉ là 1.75% trên một năm thôi, và các ngân hàng được gia hạn 4 lần, có nghĩa là cái gói tài trợ này có thể kéo dài trong 4 năm và giúp các ngân hàng có thể cho khách hàng của mình vay. Thì cái số vốn này nếu được bơm ra thị trường thì theo dự báo các chuyên gia là có thể giúp người vay chỉ có thể vay 40% cái giá trị căn nhà thôi. Có nghĩa là nếu như người dân Trung Quốc mà muốn vay mua nhà thì ngân hàng có thể tài trợ lên đến 60%, thì người dân chỉ còn trả khoảng 40% thôi. Thì điều này cũng hy vọng là sẽ kích thích vực dậy cái nền gọi là cái thị trường bất động sản Trung Quốc, cũng như là gián tiếp tác động vào cái tăng trưởng kinh tế vĩ mô của Trung Quốc. Và kính thưa quý vị, chúng ta không biết là có tác động hay không, tuy nhiên tại Trung Quốc, thị trường gia cư đã có một cái sự sụt giảm rất đáng kể. Đối với những căn nhà mới thì giá trị cũng đã bị sụt giảm 2.5%, trong khi những căn nhà cũ thì giảm giá sâu hơn là ở mức 8.5%. Và một khi mà giá nhà bị sụt giảm thì đối với người dân Trung Quốc, tài sản của họ gần như cũng bị sụt giảm theo, bởi vì giá trị lớn nhất là căn nhà. Khi căn nhà giảm giá thì họ cảm giác rằng là họ cũng bị giảm đi cái vấn đề tài chính, hoặc là giảm đi cái asset của mình. Và chính vì cái tâm lý đó họ đã hạ giảm chi tiêu. Và khi mà hạ giảm chi tiêu ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế GDP của Trung Quốc. Chúng ta không biết là GDP trong quý 1 vừa qua nó tăng giảm như thế nào, nhưng theo các chuyên gia thì vẫn sẽ có một cái sự gia tăng rất khiêm tốn tại Trung Quốc trong thời gian vừa qua cũng như là trong thời gian sắp tới. Trong khi đó thì TikTok là một trong những cái ứng dụng xã hội hiện nay được cho là khá phổ biến, và có một chủ sở hữu chủ là công ty ByteDance có trụ sở chính tại Trung Quốc. Và cũng chính vì chủ sở hữu là công ty từ Trung Quốc mà đầu tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một cái quyết định yêu cầu TikTok phải thoái vốn hoặc là phải bán lại tại Mỹ. Nếu không thì sau ngày 19 tây tháng 1 năm 2025, TikTok sẽ không được quyền hoạt động tại Mỹ. Không biết là có phải bởi vì quyết định của Tổng thống Joe Biden mà ngày hôm nay đã có thông tin từ đài CNN cho biết là TikTok đang có ý định sa thải hàng trăm nhân viên, sau khi hãng tin AP của Mỹ cũng đã xác định là TikTok đã sa thải 60 nhân sự cao cấp đang làm việc tại Mỹ trong những tháng vừa qua. Và trong khi CNN thì cho biết là hàng trăm nhân viên đang có nguy cơ bị mất việc làm, và đây là nhóm những người thuộc nhân viên tiếp thị. Riêng về nhóm vận hành người dùng toàn cầu, là nơi xử lý việc hỗ trợ và liên lạc với khách hàng, thì sẽ bị giải tán hoàn toàn. Đây là một bước đi lùi của TikTok, và chắc chắn là không biết là có phải vì vấn đề lợi nhuận để cần phải tái cấu trúc, phân bổ lại nhân viên để đạt được cái doanh số nó cao hơn hay không. Nhưng nó rất trùng hợp với thời điểm chính quyền Mỹ đã đưa ra những cái lệnh cấm đối với hoạt động của TikTok. Cũng trong lĩnh vực công nghệ thì lại chứng kiến một cái bức tranh ngược lại, đó là cái kết quả kinh doanh của công ty Nvidia rất là thành công trong quý 1 năm 2024. Và cái
Kết quả kinh doanh tốt này cũng giúp cho cổ phiếu của công ty lần đầu tiên đạt mức $1,000 một cổ phiếu vào cái phiên giao dịch ngày 22 tháng 5 theo cái giờ Mỹ, có nghĩa là mới ngày hôm qua thôi. Thì trở lại cái kết quả kinh doanh quý 1 của Nvidia là đạt đến 26,4 tỷ và ấn tượng hơn nữa là trong cái doanh thu 26,4 tỷ này thì lợi nhuận nó đạt đến 14,8%, có nghĩa là lợi nhuận đạt trên 50%. Và đây là những con số rất là ấn tượng trong kinh doanh. Thì cái giá trị cổ phiếu tăng vọt lên $1,000 một cổ phiếu cũng giúp cho Nvidia vươn lên trở thành công ty có số vốn lớn thứ 3 trên thế giới. Thì hiện nay thì danh sách các cái công ty lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ được xếp như sau. Dẫn đầu vẫn là Microsoft với $3,200 tỷ Mỹ. Và tiếp theo là Apple với số vốn là $2,927 tỷ Mỹ. Và Nvidia là $2,600 tỷ xin lỗi. Và sau đó là Google, $2,188 tỷ. Amazon, $1,905 tỷ. Và Facebook là $1,186 tỷ. Thì mặc dù là kinh doanh đã đạt được những cái thành tựu nhất định rồi, tuy nhiên thì đối với chủ tịch của công ty Nvidia là Jensen Huang thì ông cũng nói là cái chip thế hệ mới tốc độ cao mà ứng dụng trong cái công nghệ AI á, sắp tới đây sẽ còn giúp công ty sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Thì giới đầu tư cũng như là giới công nghệ cũng đang kỳ vọng và cũng đang chờ đợi xem nó sẽ cái chip thế hệ mới này nó cũng sẽ đưa Nvidia lên cái đỉnh cao nào. Vâng, chúng ta không biết là tương lai sẽ đi về đâu, nhưng mà chỉ so sánh giữa quý 1 và quý 2 thôi. Trong quý 1 thì cái doanh thu đã đạt được là 26 tỷ và cái doanh thu ròng sau khi trừ chi phí là đạt hơn 50%, có nghĩa là $14,800 tỷ. Dự phóng của các chuyên gia là trong quý 2, có nghĩa là kết thúc vào 30 tháng 6 sắp tới, thì doanh thu đạt kỳ vọng 28 tỷ, gia tăng thêm 2 tỷ so với quý 1. Đó là chưa có chưa áp dụng những công nghệ mới. Và chắc chắn là chủ tịch này họ tin tưởng là nếu công nghệ mới thành công thì con số 26 tỷ hay là 28 tỷ có thể sẽ có cơ hội gia tăng gần gấp đôi. Và chúng ta phải chờ đợi xem công ty Nvidia sẽ hoạt động như thế nào với cái sự bùng nổ về công nghệ AI trong thời gian sắp tới. Trong khi đó thì tại đảo quốc Singapore, kính thưa quý vị, kinh tế của đảo quốc này có thể nói cũng giống như các quốc gia khác có phần nào chững lại trong quý 1 nếu không có sự xuất hiện của một trong những ngôi sao nhạc pop nổi tiếng trên thế giới, đó là nữ ca sĩ Taylor Swift. Sự xuất hiện của Taylor Swift cùng với show diễn của cô đã đem tới một cái lợi nhuận kỷ lục cho Singapore và cũng chính vì vậy đã giúp GDP của đảo quốc Singapore trong quý 1 đã tăng 2,8%, và đây là tốc độ gia tăng nhanh nhất trong 18 tháng qua, cao hơn cả dự phóng của chuyên gia là gia tăng chỉ ở mức 2,5% mà thôi. Và đó là theo nhận xét của hãng tin Reuters của Vương quốc Anh. Trong lĩnh vực sản xuất thì trong quý 1 đã có sự giảm hạ ở mức chỉ là 1,85% do nhu cầu về những cái loại chip cho xe hơi cũng như là công nghệ đã bị yếu đi. Bù lại thì lĩnh vực dịch vụ tại Singapore đã tăng đến 3,9% và nhu cầu đi lại bằng đường hàng không cũng như là du lịch phục hồi một cách vô cùng mạnh mẽ. Riêng trong tháng 3 là tháng diễn ra tour diễn của nữ ca sĩ Taylor Swift thì Singapore đã đón hơn 4,350,000 hành khách du lịch, tăng đến 50% nhờ vào các sự kiện âm nhạc này. Ngoài ra thì doanh thu từ các buổi biểu diễn này cũng đã dao động từ 260 triệu cho đến 330 triệu Mỹ Kim. Có nghĩa là khi 4 triệu khách này tới Singapore, ngoài cái tiền vé họ mua để xem những cái show diễn, thì những cái dịch vụ nhà hàng, khách sạn, ăn uống cũng đã có một cái sự gia tăng đột biến. Và từ cái những cái đêm diễn của Taylor Swift, Singapore đã nhìn thấy được cái thế mạnh của mình. Có thể nói là Singapore đang chuyển dần sang là một quốc gia chuyên tổ chức những cái sự kiện âm nhạc của những ca sĩ, của những nhóm nhạc nổi tiếng, mà sắp tới đây một nhóm nhạc rất nổi tiếng của Hàn Quốc cũng sẽ công diễn tại Singapore. Và đây sẽ là một trong những cái điểm có thể thúc đẩy kinh tế Singapore tiếp tục tăng trưởng trong thời gian sắp tới.
Thông tin tiếp theo sẽ là thông tin về thị trường xe sang. Xe sang ở đây là chính là những cái xe đắt tiền có giá trị 200-300 ngàn đô trở lên. Thì nếu như chúng ta hỏi bất kỳ một người nào là quốc gia nào là quốc gia tiêu thụ xe sang nhiều nhất thế giới thì có thể chúng ta sẽ nhận câu trả lời đó là Trung Quốc hoặc là Mỹ hoặc là Nhật. Tuy nhiên thực tế là cho chúng ta thấy một con số rất là ngạc nhiên, đó là Hàn Quốc vươn lên dẫn đầu thế giới về tiêu thụ xe sang số 1 thế giới. Tính đến cuối năm 2023 thì Hàn Quốc đã tiêu thụ đến 3.183 xe mà có giá trị từ 220.000 đô Mỹ trở lên. Thì đây là con số đã giúp Hàn Quốc vươn lên vị trí dẫn đầu. Và cụ thể, các cái hoạt động cũng như là các cái tình hình tiêu thụ của các cái thương hiệu xe sang hàng đầu rất là ấn tượng. Chi tiết, Rolls-Royce trong năm 2023 đã tiêu thụ được 276 xe và cái tỷ lệ này cũng đã, cái số lượng này cũng đã giúp Hàn Quốc vượt qua khỏi Nhật trở thành cái tỷ lệ cái thị trường cái tiêu thụ xe Rolls-Royce số 1 thế giới. Bentley là tiêu thụ đến 810 chiếc trong 2023 và trở thành thị trường số 1 châu Á. Và Lamborghini là bơi đến 431 xe và vượt hơn cả cái quốc gia mà quê hương của xe Lamborghini là nước Ý. Nước Ý thì năm rồi chỉ tiêu thụ có 409 xe thôi, vẫn là thua Hàn Quốc đến 431 xe. Và Mercedes-Maybach thì tiêu thụ đến 2.596 xe và giúp cho Hàn Quốc trở thành quốc gia tiêu thụ thương hiệu này thứ hai chỉ sau Trung Quốc trên thế giới. Vậy thì trở lại, theo thống kê của Hiệp hội xe của Hàn Quốc thì trong năm 2023 tất cả đó là 3.183 xe với cái giá trị trên 220.000 đô đã được tiêu thụ và con số này nó đã tăng gấp 10 lần so với năm 2018. Có nghĩa là chỉ trong 5 năm thôi thì cái số lượng tiêu thụ xe sang của Trung Quốc nó đã tăng gấp 10 lần. Thì có con số này, theo các chuyên gia, đó là cũng một phần do cái tác động của nền điện ảnh Hàn Quốc. Họ liên tục cho thấy những hình ảnh, những cái doanh nhân thành công, những cá nhân rất thành đạt đi những thương hiệu xe đắt tiền, thì cái điều này nó cũng tác động vào cái tiêu dùng của Trung Quốc, là tác động đến cái tiêu dùng của Hàn Quốc, là người Hàn Quốc cũng muốn chứng tỏ giống như trong điện ảnh vậy, là họ là những doanh nhân thành đạt, họ là những cái cá nhân thành đạt trên trong cuộc sống, cho nên là họ có cái xu hướng là đổ xô để mua các cái thương hiệu xe sang. Và hiện nay ở Hàn Quốc là các thương hiệu xe sang bị cháy hàng, có nghĩa là người dân muốn mua hàng thì sẽ phải chờ đợi rất là lâu. Thật ra nó còn có một yếu tố khác nữa, nói về cái xã hội của Hàn Quốc. Lý do là bởi vì nhà cửa tại Hàn Quốc vô cùng đắt đỏ. Theo thống kê trong năm 2022, thì cái tỷ lệ giữa cái chênh lệch giữa giá một căn nhà và thu nhập bình quân một đầu người ở ngay thủ đô Seoul nó đã lên đến 15.2 lần. Điều này cũng có nghĩa nếu một người muốn mua được một căn nhà, họ phải dành dụm không ăn không uống, tiền lương được giữ 100% xuyên suốt 15 năm thì họ mới có khả năng để mua nhà. Và cũng bởi vì không thể mua được một căn nhà thì họ ngược lại, họ phải sở hữu một chiếc xe, ít nhất là cũng có một cái tài sản. Và cái nhà thì có thể là không ai nhìn thấy, nhưng chiếc xe khi di chuyển trên đường rất nhiều người nhìn thấy. Và đó cũng là một cái xu hướng mà gọi là car poor, có nghĩa là một cái xu hướng nhịn ăn nhịn mặc để sở hữu một chiếc xe sang. Thậm chí nhiều thanh thiếu niên chấp nhận giữ ra hoặc là phải chi tiêu gần 70% thu nhập của họ mỗi tháng chỉ để trả tiền cho cái tiền góp của cái chiếc xe sang này mà thôi. Và chính vì những cái yếu tố, những cái hình ảnh, xu hướng bên ngoài đã làm cho cái thành thị trường xe sang tại Hàn Quốc nó trở nên rất là sôi động, qua mặt cả những cái thị trường lớn như là thị trường Trung Quốc, thị trường Hoa Kỳ và thị trường Nhật Bản. Chúng ta không so sánh với Trung Quốc và Hoa Kỳ bởi vì cái số dân nó trở nên nó bị khập khiễng. Khi mà dân số chúng ta có thể so sánh với Nhật Bản là hai quốc gia có một cái số dân tương đồng. Thì trong năm 2018 thì những cái dòng xe Rolls-Royce đã được tiêu thụ ở Nhật Bản cao gấp đôi so với tiêu thụ tại Hàn Quốc. Nhưng 6 năm sau đó, 2024, thì số lượng này đã quay ngược trở lại Hàn Quốc, đã
tiêu thụ rất nhiều và Nhật Bản hiện nay đã bị tụt hậu lại phía sau. Tuy nhiên đó không phải là tất cả, không phải là một cái màu hồng và cũng không thể nào chứng minh được cái sự giàu có. Đó chỉ là một cái xu hướng xã hội mà thôi. Mặc dù vậy, các hãng xe sang vẫn không ngừng đổ tiền và đặc biệt là sẽ đổ kỳ tiền quảng cáo thông qua những cái bộ phim điện ảnh rất là phổ biến của Hàn Quốc. Thì người Hàn Quốc không biết là có giàu nên lên hay không thì chúng ta cũng chưa biết vì chưa có thống kê chính thức. Tuy nhiên thì câu lạc bộ những người giàu nhất trên thế giới mà có tài sản trên 100 tỷ đô thì đã chứng kiến một cái sự gia tăng mạnh mẽ. Cụ thể là so với cái số liệu năm 2023 thì năm 2024 này có đến 14 tỷ phú gia nhập vào câu lạc bộ trên 100 tỷ đô, so với con số chỉ có 6 người trong năm 2023 thôi. Thì đặc biệt là trong 14 người này thì không có người nào là Hàn Quốc hết. Cho nên mới nói là cái tỷ lệ hoặc là cái thu nhập bình quân đầu người thì nó không hề gia tăng tại Hàn Quốc. Vâng, kính thưa quý vị, với cái câu lạc bộ tỷ phú này, sự gia tăng rất là đáng ngạc nhiên là bởi vì nếu mà chúng ta thấy là 114 tỷ phú trên toàn thế giới đang sở hữu với cái số tài sản trên 100 tỷ đô la thì tổng số tiền mà họ đang nắm giữ là lên đến 2.000 tỷ, chiếm 14% tổng số tài sản của các tỷ phú khác trên thế giới cộng lại, và giá trị tài sản của họ thậm chí vượt xa tốc độ lạm phát khi mà nó đã gia tăng đến 32%. Nếu mà chúng ta tính vào cái thời điểm của năm 1987 là thời điểm mà tạp chí Forbes bắt đầu công bố xếp hạng tỷ phú toàn cầu, thì ngay vào năm 1987 toàn cầu chỉ có 2 người tỷ phú và đó là 2 người Nhật Bản với số tài sản là 10 tỷ đô la. Và sau thời gian đó thì có thêm một cái vị tỷ phú người Mỹ đầu tiên đã được vào danh sách này, đó là ông Bill Gates, và ông cũng là người đầu tiên đã sở hữu được cái số tài sản lên trên 100 tỷ vào năm 1999. Và sau đó 2017 thì ông Jeff Bezos mới đạt được thành tựu này, trở thành tỷ phú thứ hai có tài sản trên 100 tỷ đô la khi mà vốn hóa của thị trường Amazon đạt 1.000 tỷ Mỹ Kim. Đó là những cái mốc điểm thời gian đã khiến cho câu lạc bộ tỷ phú có trên 100.000 tỷ đô la tiếp tục gia tăng, và đặc biệt gia tăng vượt bậc trong năm 2023 trong bối cảnh sinh hoạt kinh tế của hầu hết các quốc gia trên thế giới đều bị khó khăn. Thì điều này cũng có nghĩa thế giới càng khó khăn, các tỷ phú này càng thu được nhiều tiền, phải không? Vâng, và trước khi chúng ta chấm dứt chương trình thì không biết là Nguyên Khang còn những thông tin gì muốn gửi đến cho quý khán giả của Việt TV hay không? Dạ, cảm ơn Kim Hoàng. Thì trước khi kết thúc chương trình, Khang cũng có một lần nữa xin nhắc lại cái thông tin mà Khang đã đính chính trước đây. Có nghĩa là tuần vừa rồi thì có một cái sự kiện, của một cái kênh TV có cái tên gọi gần giống như là của Việt TV Australia. Thì Khang cũng một lần nữa xin đính chính lại là Việt TV Australia không có cái tổ chức cái chương trình đó. Và đặc biệt là một số khán giả thì cũng có hỏi là Việt TV Australia có tổ chức cái chương trình kết nối yêu thương gì đó hay không, thì Khang cũng khẳng định lại là chương trình này không có nằm trong cái hoạt động của Việt TV Australia. Có nghĩa là Việt TV Australia không có tổ chức những chương trình như vậy. Kim Hoàng phải nhắc lời là nếu mà chúng tôi có tổ chức những cái chương trình như bất cứ một cái chương trình nào thì đích thân Kim Hoàng hoặc là những gương mặt quen thuộc của Việt TV như là Lily, như là Đinh Nhung, như là Nguyên Khang, chúng tôi sẽ gửi đến thông báo cho tất cả quý khán giả. Với những thông tin vừa rồi thì Kim Hoàng cũng xin tạm kết phần điểm báo của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa rất cảm ơn quý khán giả đã cùng theo dõi chương trình, và chúng tôi sẽ trở lại với tất cả quý vị trong những chương trình vào tuần tới. Nguyên Khang xin kính chào quý khán giả của Việt TV Australia và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.